Anh năm nay em nào? Ah!
đấy núi nó xa, nó cao, nó dốc ạ. Quay trở lại chuyện cũng cần bán nhiều, nên tôi nghĩ là nếu mà có tiềm năng chắc là bán được. Như là ừ, thế mà thôi thì giúp cháu tí thì nhờ, giúp cháu như giúp hai đứa à nhờ, để cho mẹ đi lấy măng nhờ, đi kiếm cho em ít chứa cho con nhờ. Ừ, cô ở nhà với bà nhá. Nhà cô đồ cho để trong này nhá, sữa này hay là cái lọ này là của lớn, cái lọ này là của hộp to này. Hộp to này? Vâng ạ, hộp to này là của trẻ hơn 1 tuổi này, còn cái hộp bé này là của trẻ dưới 1 tuổi, thì bình sữa của nó sẽ pha nhỏ nhỏ đây được. Quần áo của cháu nó thì ở trong này ạ, chăn rồi có cả điệu nữa ạ, nếu mà cô có là có nhỡ thì cô cõng lên đây cả bé. Ở nhà bà nha, nha. Ở nhà chơi với bà đi, mẹ đi lấy măng nha. Thôi, thằng lớn mẹ sao một buổi đến nó chơi được cô ạ? Con cho nó ngồi xuống nó chơi được cả buổi. Không khóc đâu ạ. Ở đây nhỉ? Thank you.
thì cô cũng phải sửa cho nó. Thế là nhà bà cho ăn no rồi ạ? Thế là không đói không cần mẹ ạ? Thích thế cho nổi ngã. Giờ thì trời mưa nữa thì lên núi thì đi làm sao được nhỉ? Thôi ở nhà chơi với bà thôi nhỉ. Tôi sợ ngã cô xem một tí hết cả chân đây này. Hai bên luôn quả nó chắc cả trong chọc với cái cây gì cái sao ấy. Tím hết cả chân. Đây này, tím hết chân, kéo còn có cả mắt nữa. Nhổ quả. Thôi đi lấy. Nếu mà thì chịu khó tí nhỉ. Các bạn là nếu mà cháu không gửi được con thì cháu phải đi lấy cái khác chứ không đi lấy lan gì thì mang theo bán cho mình tiền. Bây giờ cháu về cho đi chợ đi. Về chợ rồi. Chào tất cả. Ở nhà với bà ngoan cháu cứ lo. Bà lo đâu, giờ ăn no là thôi thôi nhỉ. Chứ bà cô ấy thấu nghịch lắm. Thì nó chỉ con mà nó nói năng động thế nó mới hay nhỉ. Khoai lang nhập 25 cân. Khoai lang nhập 25 cân.
khoai nhật nó mới vàng bở đỗ. Khoai lang nhật 25.000. Khoai nhật
Thank you.
đấy con ơi. Mâm nè. Nào, ăn không? Mẹ cho em ăn hết. Em ăn hết luôn nha. Em ăn hết phần anh cò luôn. Mẹ xúc cho nha.
đây mẹ xúc cho anh còn một miếng nào. Ừ, được rồi. Không cho em nha nè. Quá, nó lèo quá. Còn được lèo lèo quá. Anh còn được lèo lèo lắm. Nào con ơi, nào đưa mẹ, nào đưa mẹ. Xin mẹ xin. Con lấy cái bát này làm cái gì? À đâu nhe nhe đâu. Nheo 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 nheo. Yeah.
Đừng có vào đây nha. Sao đi con Mích? Mích. Ngon này không? Ngon hứa. Đến.
tránh nào. Dậy thôi. Rồi. Ăn tiêu. Hả? À, cởi áo đi cho mát à. Nóng quá. Cởi áo. Yêu em. Nằm đây chơi nhá. Vươn vai à? Vươn vai à? Vươn vai dài rộng trong lớn à?